Rồi, chào mọi người nha. Chào mọi người đã đến kênh video của mình. Hôm nay mình tiếp tục làm cái event tặng đồ không xài, không cần thiết cho mọi người. Những đồ mà mình không có nhu cầu xài nữa, mình tặng cho ai có nhu cầu ha. Đầu tiên là cái mình sẽ tặng cái đèn này ha. Cái đèn này là nó xài bóng quang bóng compact bắc 2U ấy 1U à. Giờ mình sẽ cắm điện và cắt thử nha. Đây mọi người xem, cho mọi người xem cái cắm này, cái đèn nha. Đó. Hugo nè, Hugo đèn, bóng đèn. Rồi giờ mình chỗ này nó cái dây nó hơi bể như này ha, nhưng mà không sao, còn sao được. Rồi mình sẽ bật đèn cho mọi người, bật đèn ở đây, bật đèn sáng mọi người. Rồi thì cái mình sẽ tặng cho mọi người cái thêm cái bóng siku ha, cái bóng siku này, cái bóng siku này. Bóng này cũng còn sẽ tối em rồi, mình thử luôn nha. Rồi thử luôn, em tháo cái giày này nha. Bóng mình để cái đèn mình để lâu quá, mình không sạch, không sạch đẹp lắm mọi người thông cảm nha. Đó. Giờ mình sẽ gắn, mình thử nè. Đèn đó, đèn đèn tắt đèn. Rồi thì mình sẽ tặng luôn cái bóng dự phòng này không, mọi người sẽ tha hồ xài ha. Rồi thì đây là một xong một cái đèn ha. Đó. Hôm nay mình có tới bốn cái đèn rồi, mình sẽ rút rút cái đèn này ra cho mình đỡ một bên ha. Rồi giờ mình sẽ đỡ một bên, mình tiếp cái đèn tiếp theo ha. Rồi cái đèn này, tiếp cái đèn này hơi cũ kỹ, nhưng mà đèn này được cái là mọi người về á, mọi người gắn cái bóng đèn gì vô, bóng đèn tròn á, compact LED gì cũng được hết, mình gắn cho này nè, đây cho này nè, gắn vô rồi cắm điện. Nếu mọi người nào em có cái kiến thức về điện á, mọi người nối cái dây 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 này nè, dây điện này thẳng vô đây luôn, thổi qua công tắc này nha. Ở đây thì không biết mình có nói chưa, mình không rành á, mình không nhớ nữa. Đó. Rồi giờ mình sẽ kiếm cái bóng đèn để mình thử ha. Bóng đèn này mình thử. Bóng đèn kiếm khó mà. Rồi, chờ một chút nha. Bóng đèn. Bóng đèn, bóng đèn. Rồi coi. Rồi đây cái bóng đèn, mình có bóng đèn này ha, thì mình cắm thì nó không vừa này, bánh bóng chắc là 5 7 W 9 W thôi, mọi người bự quá không vừa mọi người. Đó.
nhắn nhìn thử cho mọi người xem ha. Cái này chắc nó chưa có công tắc. Đó, công tắc bị hư. Rồi, này công tắc bị hư nha mọi người. Mọi người về nối công tắc thẳng vô xe dây này được rồi. Đó. Cái này cũng dễ, cũng đơn giản rồi. Rồi. Thì cái đèn này đó. Cái đèn này nó có cũ, nhìn phải nhìn cũ kỹ ha mọi người. Chung là mọi người vừa xài chữ trái được, xài chữ trái đó. Rồi mình tặng mọi người ha. Đó là cái thứ hai. Đó, cái thứ hai rồi, cái thứ ba, cái thứ ba là cái đèn này ha. Rồi cái đèn này, đèn này hơi cổ ha. Đó. Đèn này thì nó có cái cục miếng điện 220, điện thế 220 chứ 12V đây nè mọi người, nhìn đây nè, nằm dưới đây nè. Đó. Đi qua công tắc là bật đèn nè. Đó. Bật hai cường độ, cường lúc giữa là tắt sáng, còn lúc bìa là sáng 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 hơn. Đó. Còn lúc ngược lại á tắt, có ba nấc ha. Rồi thì đây, đây nó xài bóng đèn sáng máy mọi người, 12V 35W, mọi người có thể mua xài thay ha. Đó. Thì cái này nó kéo lên kéo xuống được nè, kéo rồi kéo xuống nè, kéo lên kéo xuống đó. Thì cái lồng cũng maximum dài này, này 2 gen bốn tấc. Rồi thì giờ mình thử cho mọi người xem ha, mình cắm điện vô cho mọi người xem đó, nè đây là sáng sáng nhất nè, bên trái là sáng 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 dữ, giữa là tắt ha, bên phải là sáng sáng vừa. Đây bên bên trái nè, bên trái nè, đây là đèo bên trái là sáng sáng luôn à, mức gì đó là tắt, bìa là phải là bên sáng sáng dữ luôn, sáng sáng quắc luôn đó. Rồi mọi người mình tặng cho mọi người luôn đó. Nhiều quá bán thì cái chai thì nói chung thì cũng không quan trọng luôn, chúng mình bán không quan trọng, bán mình tặng thôi, thích tặng thôi, không bán nữa. Rồi thì cái thứ ba ha. Rồi cái thứ tư, cái thứ tư là cái này ha. Đây cái này là cái một cái bóng đèn, nó có cái biến áp này nè, biến áp này là bóng đèn 1U nè, 1U đó. Thì nó bị nói chung là cũng theo năm tháng ha, cũng bể nhựa này kia. Rồi đây công tắc, đây công tắc bên trái ngắn này nè, trái như này. Rồi thì mình sẽ cắm điện đây ha, cắm điện thử luôn ha. Rồi rồi tôi bật tắt ha, bật tắt rồi đó, bật tắt là nó sáng này, tắt sáng này. Bóng đèn nó hơi đen rồi, nó cũng sắp hư rồi, sắp hỏng rồi đó. Chớp rồi đó. Rồi ok rồi, vậy là cái thứ tư ha, thứ tư tư của mình xong, thứ tư đó. Chung là nãy giờ có bốn bốn cái mình thử có được 3 cái nha mọi người, thử được 3 cái thôi, còn 2 kia thì mình không biết nữa. Ok 2 kia thì mình 2 cái mình rồi, cái cuối cùng là cái thứ năm này, bóng đèn này. Đó.
Con đường này thì rõ ràng là tại sao con người đó, con người sao rồi đây đây là vấn đề sao có cái đường ra 12 V nè, rồi bật lên là một bóng nè, xíu xuống là trái 2 bóng rồi sạc ha. Thì bây giờ nếu hiện có không biết cái này mình nói hư hư gì nữa, có thể hư quay cũng có thể hư mặt điện ha, chứ không có nào hư hết. Thì cái này mình cũng tặng cho mọi người luôn ha, trong này có sẵn ác quy mà mình nói, mà ác quy này á mình nói trước là mình không biết nó xài được hay không nha, thì mình tặng cho mọi người nghiên cứu thì nghiên cứu ha, sửa được sửa, sửa được xài không sửa được thôi. Rồi mình tháo cái này ra đây, bên hông có cái đầu dài đầu nãy à đó. Xong không có cái đầu máy đây cũng vậy ha đó. Rồi mình thấy ha đó, đây có cua trong đây ha, V6 ác quy này 6 V nha mọi người. Rồi giờ mình sẽ để lại như cũ ha, một cái nãy rồi xuống đó. Rồi xong xong đây là cái thứ năm ha, cái này mình không thử được do cái này nó bị nước hút cắm rồi đó, một hút cắm rồi. Rồi cái thứ năm xong, giờ tới tới bếp ga mọi người. Nãy giờ mình năm cái đèn ha, rồi bếp ga đây, cái bếp ga ha, bếp ga này mình sẽ thử cho mọi người luôn ha. Rồi rồi chào mọi người ha. Rồi cái bếp ga này á mình trang của nó bị hư cái IC lửa nha mọi người, nó bị hư IC lửa nên mọi người bật nó không 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 sáng nha, không 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 cháy nha. Đó, giờ mình thử nha, thử cái giờ mình thử cái bếp ha. Rồi gắn mình lật ra vô ha, ha rồi giờ mình sẽ bật mồi bằng 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 ga, mồi ga nha. Nó hư IC mà hơi hư cục này nè, nên nó không mực nha. Rồi xong cái ha, cái này cũng hiệu 50 lít nha mọi người, 50 lít rồi để lâu nó bị hư mà, hư hư cái đó thôi, còn không có gì. Mọi người muốn thay thay không thay là gì, mồi lửa cũng được. Rồi
Cái thứ hai, là cũng vậy luôn ha. Thứ hai cũng 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 thử cái đó luôn. Cái này thì có này, hơn nè, cái này hư xe chưa hư nha. Rồi, xe chưa hư này, được này, tốt rồi. Ngồi 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 cái căn chung ba cái này nó cũng 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 sai được, sai ha, tặng cho mọi người luôn. Rồi sao cái này thì cũng hơn tí, cái này chắc là trước cái nãy ha, cái này cổ rồi, cũng 50 lít luôn ha, 50 lít luôn rồi. Rồi thì cũng xét xét rồi, xét thời gian ha. Mà cái này được cái có cái lồng, có cái chân chống gió này đó. Cái nãy cũng có chống gió rồi. Cái cuối cùng nữa mọi người, cuối cùng là cái bếp ga này ha, cái nóc ha. Rồi mình cũng để bếp ga, để mình ra dùng thử ha. Xong cái này thì nó cũng đi, đi nóc một chính xác cũng đỡ hơn cái kia ha. Rồi nếu mà người chắc ăn thì thay rồi này. Cái hồng hồng ra này, hồng này đỡ lâu hay hay bị xì ra. Rồi xài là ok luôn rồi. Ok vậy xong xong ba cái bức ra mọi người. Bây giờ hôm nay mình sẽ tặng mọi người 5 cái đèn, 3 bức ra ha. Rồi rồi chào mọi người nha. Đến hẹn lên, hôm nay mình tiếp tục làm video để tặng những món đồ mình không sử dụng nữa, nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay mình sẽ tặng nhiều món cho mọi người, đầu tiên mình sẽ tặng 2 cái gà tươi sướng nha. Hai người xuống cái này, ở đây mình có một cái màu xanh, cái màu hồng và màu đỏ ha. Thì cái màu đỏ này nó có nó có sợi dây nè, sợi dây này nó bị bóc cái lớp nhựa mọi người, nhựa nó bị hư lâu ngày, nó bị bể rồi. Thì còn 2 sợi dây này ha, nhưng mà vẫn dùng được nha mọi người. Thì cái này nó có cái đầu dưới đây nè. Đó, cái đầu dưới này mọi người thấy gắn vô cái ba chân nha. Đó, ba chân, mọi người gắn vô ha, gắn vô để mà cho nó đứng đứng, mình hỏi cầm mình tự tự chụp mình luôn ha. Đó, như nè. Đó, như đó. Rồi thì cái này mình tặng mọi người ha. Rồi cái này cũng vậy, cái này thì màu xanh ha, có màu đồng tốt, cắm điều khiển qua các tai nghe ha. Rồi giờ mình thử nha mọi người.
Rồi giờ mình thử cái đỏ trước nha. Ở đây mà mình sử dụng cái điện thoại của mình. Đó, điện thoại của mình. Thì điện thoại của mình sẽ cắm vô tai nghe vô. Rồi mình sẽ mở cái ứng dụng máy chụp hình lên ha. Rồi. Rồi thì mình sẽ bấm. Và bấm là chụp cái giờ đi trước kia ha. Rồi mình chụp nha, 1 2 3. Hình như mà rồi, ok ha. Rồi cái thứ hai, cái này mình cũng chụp cái này ha, em cũng ngắn qua cái cổng 3.5 ha. Cảm giác vài tấm ở trong rồi mình cũng chụp cái cây này từ xuống kia mình nét rồi rồi cho nó đen rồi ok cho mọi người xem hình nha. Đây ok rồi giờ xong xong hai cái kìa đi xuống ha. Rồi hai cái mình để qua bên nè. Rồi tới giờ mình sẽ tới đồ chơi cho em ha. Đồ chơi cho em đây có cái súng nước ha. Súng nước này đó nó bị hư chỗ này mọi người, nó bị bể chỗ này nè. Mọi người về mọi người dán lấy keo chống sắt dán xài tiếp bình thường ha. Đây nó bị hư cái nó bị bể như này đó, bể như này đó, bể như này mọi người dán vô là bơm bình thường cho các bé chơi ngon lành luôn ha. Bơm mọi người đổ nước vô cái bình này ha. Xong rồi bơm 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 xong bóp bóp xịt rồi thành súng nước. Rồi cái thứ hai cái thứ ba rồi đó. Rồi cái thứ tư, cái thứ tư là chiếc xe mọi người, chiếc xe đồ chơi nha. Chiếc xe đồ chơi của bé bé nhà mình lớn rồi nên không cởi được cái xe này nha. Đó. Cái xe này cũng to nè, to nên thấy bé nhà mình cũng 3 tuổi 4 tuổi à, 3 tuổi mấy rồi. Nên cái này hơi bị nhỏ à, giờ mình tặng lên cho mọi người luôn à, cái này tặng cho mọi người rồi ok. Cái này là nói chung cái này đồ chơi thôi à, đồ chơi thôi. Đồ chơi bánh đồ ngon lành ha. Đó. Bánh đồ ngon lành ok rồi cái này là cái thứ tư ha. Cái thứ tư rồi cái thứ năm, cái thứ năm là cái nguồn ha, cái nguồn máy tính ha. Đây cái nguồn máy tính à, nguồn cũ rồi nguồn này nó yếu rồi, có vẻ nó yếu rồi giờ mình sẽ thử cho mọi người xem ha. Đây mình thử cho mọi người xem mình cắm nguồn vô ha, cắm nguồn vô xong rồi mình cắm vô điện. Mình sẽ dùng một cái nhíp, mình dùng cái nhíp ha. Nhíp mình sẽ thử cái màu này, mình chọt vô cái gì màu xanh và màu đen ha, xanh màu đen đâu, màu xanh đây màu đen đây hay gì này ha. Rồi hay gì này
rồi quạt quay nha 10, quạt quay có nghĩa là nguồn sạch 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 ổn nhưng mà có thể nó hơi yếu. Rồi ok rồi xong, này là bộ nguồn máy tính ha, mình tặng mọi người về, mọi người xài trong rút gì cũng được tùy mọi người. Rồi đây là cái thứ sáu, sáu rồi đây mình tháo về nghe mình cất nha. Rồi cái nữa tiếp theo là ở đây mình có hai vỏ chai su chi vắt 18 thôi, chi vắt 18 mình dùng hết rồi, mình tặng cho mọi người cái vỏ chai ha, ai hết số cầm tầm thì liên hệ mình ha ở cuối video. Ok đây là một cái rồi, đây cũng chi vắt 18, chi vắt 18 luôn ha. Rồi đây là hàng chai nữa, hai chai đó. Mình mới có là hai chai, hai chai chi bát 18. Cái nữa là cái bình thủy điện ha, đây cái bình thủy điện này mình hiểu là cô mét ha, cô mét. Rồi ở bên trong là nó xét mọi người, nó đen rồi. Nói chung cái này mình mọi người về lấy không có xài được nha, chỉ xài được cái mọi người chỉ lấy cái mạch điện á, cái bo mạch hoặc cái cảm biến nhiệt đó trong đây nè, nằm trong đây nè, nằm dưới đây nè đó, cái bo dưới đây nè, mọi người cứ về lấy ha, xài xài được xài. Giờ mình cắm điện coi nó có lên không, mà lâu quá mình không có nhớ là nó có lên hay không nữa. Rồi mình cắm điện nha, điện rồi cái này không lên nha mọi người, không có lên. Rồi mình đã qua một bên ha, cái đó mọi người về lấy mạch điện kiện gì đó tùy mọi người ha. Rồi cái cùng là cái thùng cái cát máy tính nha, thùng mà để máy tính đó mọi người, để men đó, men bo đó. Đây là cái thùng ha, thùng các không à, các chỉ có cái thùng vỏ để gắn men thôi. Mình tháo cho mọi người xem nha, có mấy cái cổng USB trước á, cổng cổng USB dành trước á, cái gì á, USB như âm thanh này. Đó, cái phần của jack phone và jack mic, cái jack phone và jack phone, jack mic. Rồi ok, mình sẽ để nắp lại nha mọi người.
đó là, nhưng mình lại dặn dặn lại nha, dặn lại. Rồi xong. Rồi. Như vậy là cái video này mình tặng cho mọi người là khoảng 10 cái nha mọi người. 10 món nha. Đây cái thùng máy, cái bình thủy điện ha. Rồi. Này, hai chai, hai vỏ chai rượu ha, chỉ có 18. Rồi cái nguồn máy tính ha. Rồi nguồn máy tính. Nguồn máy tính. Hai cái kệ tủ sướng nha, hai kệ tủ sướng này, rồi súng đồ chơi ha, súng đồ chơi cho em, rồi thêm cái xe cái bé chạy, xe sữa bên sữa tặng cho mọi người, mà do bé mình bé nhà mình hơn 3 tuổi rồi nên nó hơi nhỏ, xe hơi nhỏ so với cái bé nhà mình, rồi mình cũng tặng cho mọi người luôn cái xe đó luôn. Và tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trong tổng cộng tiếp nối. Rồi. Nếu mọi người mà muốn có nhu cầu nhận quà mình tặng ấy, thì mọi người hãy liên hệ mình theo cái địa chỉ ở chỉ bên dưới này, này chỉ bên dưới video, à, rồi chỉ bên dưới video đây, thì mọi người có nhu cầu nhận thì mọi người hãy liên hệ mình nha. Cái địa chỉ này 79 Khánh Hội, phường 3, quận 4, điện thoại là 0975 456 247. Mọi người liên hệ sau 18 giờ thứ bảy hàng tuần ha, thì mọi người nhớ gọi trước khi tới ha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video, hẹn gặp mọi người vào video theo. Nếu mọi người thấy video hữu ích hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.